Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Sáng nay thì lúc mà cháu Lực lên thì cháu Lực cũng điện cho các em bảo là lên trên nhà để dọn dẹp ở trong phần nhà một chút cô bác ạ. Và trước khi cháu Lực lên thì cháu Lực cũng có mua thêm cho là cho em Sử là thêm một hai cái chổi nữa. Tại vì là đáng nghe ra là cháu Lực mua cái chổi lâu ấy cô bác, lâu quá, nhưng mà ở trên xá thì không ai có, thì ra là cháu Lực không có tìm được để mua. Thì lần sau cháu Lực sẽ mua sau. Ô Hải à. Ồ, Hải là vừa đi đâu về đấy? À, chào Sử nhá. Đây Sử ơi, dùng cả cái này để quét đây này. Đấy, và trong nhà thì bây giờ nó vẫn còn dính một chút cái bụi xi của bác, cho nên là còn hơi bẩn một chút của bác. Thì một tí nữa mà anh em sẽ lấy nước để mà dội qua, xong là lau tất cả mọi cái cho nó sạch vào. Ô, Bảy à. Ôi, anh à. Đấy này, chút để đánh cái này ra hết này, cho quét lớp xi trắng vào cái mạch này, nhìn nó đẹp chứ. Vâng, vâng anh. Đây này, lấy dao kẻ nó ra hết này. Bảy à, Bảy lên đây lâu chưa? Hả? Trả lời anh xem nào. À, con chào các ông các bà đi, Bảy chào đi. Con anh... chào các ông các bà. Rồi, Bảy lên đây lâu chưa? Lên đây lâu chưa? Từ đầu chắc chưa biết nghe sao ấy nhỉ? Hải ơi nói bảo từ này lên lâu chưa là nói như nào để Bảy nghe. Lên lâu chưa? Hải từ hỏi Bảy là lên lâu chưa? Công trình chú đây làm được mấy tháng rồi? Tuần đấy hai lần. Tuần đấy hai lần là lâu chưa? Lâu rồi à? À. Rồi anh chào Hải nhá. Này Hải, Hải vừa đi đâu về mấy? Em xuống nhà luôn thẻ. Ồ. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đấy. Hôm nay là mấy anh em là dọn dẹp đúng không? Xếp để ngoài à? À. Rồi, anh chào Sử nhá. À, Sử chào con ông bà đi. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. À, rồi. Ôi hôm nay anh lên đây à anh? Chào nhà YouTuber. Anh YouTuber gì anh? Em giống ba người khác thôi. Ở đây thì ở đây có các bạn lên hộ nữa à Sử? À. Ở đây thì bây giờ sẽ dùng cái rẻ lâu qua một chút các bác. À, vừa rồi thì cháu Lực bảo là mua cái chổi lâu ấy, nhưng mà ở xá thì không có ai có, thì ra là không có mua được. Ở xá này không ai bán rẻ lâu đâu anh nhỉ? Rẻ lâu thì anh có mà. Rẻ đâu? Anh có cái rẻ lông nhà thế. Ừ. Sao vừa rồi em vào mua có thấy đâu? Có, nhà anh có là rẻ lông nhà. Ồ. Nhà anh có. Nhà anh có rẻ lông nhà. Ừ, chổi lông nhà ấy. À, thế bây giờ để em điện, nhưng mà có cả cái xô không? Xô à? Xô thì lấy xô bình thường đúng không? À không. À không, em phải có cả cái xô để nhúng cơ mà. Cái xô để mà nhúng để mình quay xong mình cái xô đấy không có xô bình thường thì có xô bình thường cho nước đấy rửa lon à. Đây Sứ ơi em cầm cái này này, cầm cái này xem là chỗ nào không có ra được ấy thì dùng cái này để cạy này. Đấy, cái này thì không có sợ là gạch bị vỡ đâu. Đấy, chỗ nào mà nó bị dính một chút xi ấy thì dùng cái này để cạy ra nhá. Cái này mày nữa lúc mà mình sơn ấy thì mình muốn phải dùng cái này để mình này rồi tôi bóng ra đi. Đấy, trong nhà vệ sinh thì khá là sạch sẽ cô bác ạ. À, quét chắc phải đợi mấy hôm nữa anh ạ, đợi mấy anh em thợ lắp cái phần cửa cho em xong thì em sơn được. Vâng. Anh nhìn thấy ngôi nhà này anh có thấy ưng không? Được, thế là được rồi. Vâng.
Ở bản này thì nhưng mà nếu mà theo anh thì anh ở đằng sau thì có một cái nguồn nước như này thì anh có sợ không? Đây này. Theo anh thì anh có sợ không? À, cái tả ly thì bé tí không sao đâu. Tả ly thấp thế, thiết tuyệt thế không sao đâu. Nhà đây thì cao hơn tả ly gì nữa. Ở đây thì em cũng gọi là đằng sau đấy, đến cái mùa này nó có nước ấy, em cũng làm luôn ở đây một cái ránh này để nước nó chảy ra ra bên ngoài hết, nó không có vào trong này bị dột được. Vâng. Đấy, ở đây thì đây các em này. À, ở đây thì có dính một ít này. Đây. Đấy. Ôi, ra hộ anh Sử à? Hả? À? Không trả lời anh à? À, không ấy, bạn kia trả lời thôi. Đấy, còn cái này thì không sợ là nó bị sức ảnh đâu cô bác nhá, cái này ấy. À, Hải ơi, em đi lấy một ít nước về đổ đây đi. Đây đổ đây này. Xong rồi dùng cái này, cọ được qua. Đấy, đây này. Đấy. Đây, nào, em gái này hộ anh ấy đi. Xong rồi một tí đổ nước vào tí, xong rồi dùng cái chổi đấy cọ cọ ấy. Nhá. Đây, bên kia có cái xô nào nữa không? À, thì lấy xô đi. Đã. Thợ xong rồi anh, bây giờ thì hoàn thiện thôi. Đấy, quét qua một lớp để cho nó cắt ra hết đã. Sứ ơi, hôm nay Quân không lên hộ nữa à? Sứ, hôm nay Quân không lên hộ nữa à? Đấy, cho nước vào xong rồi dùng cái chổi đấy cọ ấy. Đấy. 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 Nào, đây này, Sử, đây, anh chỉ này. Bây giờ cọ đến cái chỗ nào mà nó có thôi thì mình dùng cái này để cọ này thôi. Đấy. Đấy này này, đấy mình làm này thôi. Đấy. Đấy. Cái này thì không phải là cái bay đâu các bác nhá. Cái này là nó là một cái bả để mà mình chuyên cọ những cái phần xi mà nó bị dính vào cái nền nhà đấy. Kể cả mấy nó sơn ấy, mình sơn thì mình dùng cái này để cọ. Đấy, bây giờ em bỏ ít nước vào đây cho anh. Đấy. Bỏ ít nước vào đây đấy, đấy, đúng rồi. Bỏ như này. Hôm nay các em phải ra hộ à? Đây, ở đây thì trong quá trình mà mình đi vào hoàn thiện đấy các bác thì không thể tránh khỏi là nó một chút cái phần xi nó bị dính à, bị dính vào cả. Nhưng mà trong quá trình mà mình làm ấy thì tất cả mọi cái mình đều chú ý rất cẩn thận, cho nên là bây giờ nó không có dính là nhiều cả. Mình chỉ dọn qua. Đấy, hôm nay thì sẽ lau hết, xong là ngày mai nó không còn là bị những cái vết bụi bẩn này các bác. Ở phòng bên này này, Sứ ơi, bây giờ ấy. Đấy. Đấy, cứ cho nước vào đi, xong là mình. Đấy. Cho nước xong là mình dùng cái chổi của em gái kia kìa để cọ qua, Sứ ạ. Sứ ơi, mà đù phòng này không? Phòng này nó kẹt lại. Đù phòng này nó kẹt lại ạ, phòng này nó kẹt lại.
Phòng bên này thì gần sạch đấy nhỉ? Cái là này sứ ơi, bây giờ đừng quét nước em ạ. Mình dùng cái này vừa cọ vừa đi cho nó có nước thôi. Đấy. Đấy nó, số đấy nó bị dính một tí này. Đấy. Mình vừa dùng cái này vừa cọ xong là vừa tí bảo các em là dùng chổi để quét luôn. Hải ơi. Cứ đi xách nước ra đổ đồ đi nhá. Đổ hết nhà, đổ hết từ bên kia sang nhá. Đổ hết tất cả nhà đi. Cái này thì phải lâu qua Sứ ạ. Sứ ơi, mai mà anh đi xuống huyện Cốc Bài ấy, anh mua được cái chổi kia thì hàng ngày em phải lâu qua nước liên tục tầm độ 3-4 lần thì nó mới hết cái màu trắng trắng của nó đi nhá. Này Sứ ơi. Lâu rồi ạ. Là không đi học à? Hả? Có. Tên gì nói cho chú nghe nào, tên gì ấy? Tên là Sơn ạ. Sơn à? Ừ. Sơn năm nay được bao nhiêu tuổi? 11 tuổi. 11 tuổi rồi à? Ừ. 11 tuổi thì khoanh tay chào các ông các bà đi. Vòng ra kia, vòng kia thì ra kia. Con chào các ông các bà. Rồi. Đây quần áo thì có bác này, không có cúc hết rồi.
Đấy. Đây thì không, hên này không có quá à? Áo không có cúc mất rồi. Đấy, từ từ, bây giờ anh quét quét nước ở đây đã, đổ nước ở đây. Đấy, hôm nay thì con của chú ra hộ rất là đông cô bác ạ. Đấy, cái cây thì hôm nọ là cháu được bác lên lúc anh em ăn cơm đúng không bác ạ? Em tôi bày ra nè. Đây cho mấy anh em mỗi người ui giời, con nghệ cao su này để nhai nào. Đây. Đây. Em. Đây, đây. Ôi mới được hai con luôn này này. Rồi, em xin rồi này hái. Nào sứa đây mỗi người được hai con này. Đây. Rồi, đây, bé. Còn ai nữa nhỉ? Đây thanh niên kia ra đây. Ra đây, ra đây thanh niên. Thanh niên. Ra bên này làm hết đi. Này lấy ra bên này làm hết. Rồi. Đấy, lên. Còn ai nữa nhỉ? Còn mày đó cho kẹo thôi mày ơi. Ra đây mày ơi. Ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đấy, đây cả mày cũng lên hộ các bác nhá. Anh bóc cho mày luôn nhá. Em xin. Rồi, đây, đấy, từ từ chú bóc ra nào. Đây. Còn đây em gái kia nữa, ra đây nốt. Còn em gái kia nữa thôi. Anh xách hạt xôi ra đây đi. Đấy, gần bây giờ thì sạch tinh tương rồi các bác ạ. Đây. Nào Hải cho anh mượn đi. Đấy. Ăn mỗi người ngọc việc con kẹo su đó. Đấy những chỗ này này. Nào đây Hải ơi. Đây bây giờ phải dùng chổi quét. Đấy, chổi chít này thì cũng dùng để quét luôn được quá. Sứa mới đủ bé đấy sứa ơi. Bé nào. Đấy mà, đùa mấy mày mà, thầy Hải mà. Đấy một tí nữa thêm một lần nước nên là cũng gần sạch xanh rồi các bác ạ bây giờ ấy. Nào cho anh mượn mượn chổi.
Cái tết đó. Nào, đây, bé. Đây đấy anh đổ ra. Mở từ đây ra nhá. Quét từ đây ra nhá. Hải lấy nước đi Hải. Này, Hải lấy nước nhá, để anh thay Hải cọ đâu. Một tí nữa mà anh em sẽ dội qua thêm nước sạch một lần nữa để quét cô bác ạ. Đấy, đắm lên sườn nào, sườn nào, đúng là quả, tôi đóng vào. Nhưng không bao giờ lại lấy. Ôi, đáng lẽ phải mình phải làm từ phòng bếp cái ra chứ. Phòng bếp này, tí quét từ phòng bếp ra bên này đấy chứ. Dọn từ phòng bếp cái ra, nó sạch từ phòng bếp cái ra. Không phải phòng bếp yên tí chưa cho chuột thoát đâu. Hả? Ừ, phòng này chỉ quét không dính mấy, phòng này tại vì là hôm nọ là anh em mình mấy anh em thợ là ít đấy, dội từ đây thôi. Sứ ơi, anh em mình ra gỡ bỏ cái này đi, cái này gỡ được rồi. Gỡ được rồi, cái này gỡ được rồi. Cái này gỡ được rồi. Đấy, cái bàn thái thì hiện tại là bây giờ đã gỡ được rồi cô bác này. À, sau mấy ngày trả lại một cái bàn bếp siêu đẹp cho em à Sử. Ôi giời ơi. Đấy. Còn một miếng nữa Sử ơi. Hải ơi. Xách một xô đổ đây cho anh nhá.
Đấy. Ui. Ở đây còn một tấm nào. Đây, Sư ơi. Từ từ nhá, chỗ này từ từ nhá Hải. Từ từ, đánh quét qua một lần nè, quét qua một lần nè. Cho anh em mượn cái chổi này đi. Hay. Hay. Hả? Lấy dao, lấy cái gì cậy nó đi. Cậy đi. Để xem nào. À không cần được Sứ ơi. Không cần đâu. Đấy, quét quét một cái răng này này. Đấy. Em mang cọ cọ từ ở cái vành nó ra đi. Đấy. Những chỗ nào mà nó bị dính. Thế còn ở cái phần chổi với lại cái để mà khi mà anh em cọ cái phần xi nó dính vào các bác thì cũng được là hai chị là Nguyệt Thúy là chị mua cho em Hải với Sử, đáng lẽ ra là còn thêm cả cái chổi lâu nữa nhưng mà ở dưới xá thì không ai có. Đây đây, đưa cái này lấy lên cái này thôi. Đây anh bảo nhá, đây mình lấy nguyên cái này thôi. Đấy, ừ. Hải ơi, em lấy cái gì ra quét phân cái này vào xô đi. Nào đấy quét ra. Rồi, thế thôi. Hay trong tí mình dội nước thì mình có cọ cái chỗ nào mà nó bị đen quá, nó bị dính. Đấy, cái bàn bà đây này, xuống vào xô luôn. Sử lấy cái bàn đấy nhá, Sử. Đấy, xuống vào xô luôn. Hải đi đổ nước cho anh nhá. Dội từ trên này xuống nhá. Đấy, dội từ trên này xuống. Đấy, bàn này đây. Đấy, đây. Bây giờ dội từ những cái xuống, cọ từ phần trên trước. Đấy. Cái này nấu cơm vừa chưa? Vừa đúng không? Ok luôn. Hãy thì lấy cái rẻ lau từ trên cái này xuống nhé. Bây giờ thì phải quét ra bên kia bây giờ ấy. Đây thì phải rửa con nước thì nó mới sạch được. Rồi kia ai đang cầm nhỉ? Cái chổi kia đâu rồi nhỉ? Thấy cái chổi kia không? Hai đứa.
Đấy. Quét từ đây ra đi ha. Đó, thấy. Hai đứa này đẹp đôi đấy nhở? Nhở? Thỉnh thoảng trêu các em một chút cô bác. Bạn là áo cam kia thì không phải là con của nhà chú đâu cô bác ạ. Ôi, Bảy đang làm gì Bảy? Đang làm gì đấy? Không chối quét đi. Nào, không chối như này này. Nào, không chối quét đi. Ờ, giờ hai anh em mình quét ra. Không. Bé này tên gì ấy hả? Bạn này tên gì? Hả? Bạn gái? Chắc các bạn còn khá là ngại giáo lực cô bác ạ. Nào, đấy. Đúng chuẩn bài luôn. À, tối nhỉ? Đấy, bây giờ thì cái góc bếp của bác, góc bếp thì cũng rất là sạch rồi. Đây, ở đây thì dùng cái rẻ để lau qua. Đấy, khi mà nấu cơm ấy, thì sẽ không có bị sợ bị những cái chai, những cái dầu mỡ mà bắn vào ấy. Đây, đây thì một tí anh em quét qua, quét rồi thì sẽ tiếp tục là dùng cái rẻ để lau qua một lần nữa để cho nó khô cái nước nó đi. Ngoài đông người vui nhỉ, sư nhỉ? Đông người càng lang còn thấy hăng. Rồi, hai thanh niên này ra anh Bảo. Cái rẻ đó hết rồi, cái rẻ đó hết rồi. Đi lấy cái rẻ về cho, đi lấy cái rẻ về anh Bảo nhá. Lấy rẻ về. Có rẻ chưa? Vắt cho nó khô hết đi, xong rồi lau nước từ trong nhà ra hết nhá. Hả? Hãy vắt cho nó khô ra, anh vắt cho, anh vắt cho. Đấy. Đấy, lau trong nhà từ nước nó sạch hết nhá. Đấy, đùn đi nhá. Đấy, lấy đùn đi như này. Đấy, lấy đùn đây, anh Bảo, đùn như này. Đấy. Đó, đây này. Đủn qua đến đây xong mình lại vắt nước qua một lần nữa. Đấy. Đây. Thì ngày mai nó sẽ khô hết. Đấy, bây giờ thì khá là sạch rồi cô bác nhé. Ngày mai thì chắc là vẫn lúc mà nó khô ấy. Lúc mà nó khô ấy thì sẽ vẫn còn gọi là nó bị dính cái vết bẩn như kiểu là nó bị bụi ấy cô bác vào. Thì lâu qua một hai lần nó sẽ khô hết. Nào, cho anh mượn nào. Anh. Rồi. Chưa anh ơi. Vâng anh. Vâng anh. Đấy, Hải cũng đi kìm cái rẻ đi Hải ơi. Cái rẻ này lên lau hết rồi, xong rồi ra đây lau hết nhá. Đấy. Hải cũng biết lạnh à Hải. Đây, thanh niên. Đây nào. Đấy, mấy thằng ở đây. Đấy. Sạch xanh luôn rồi bây giờ ấy. Đây, đợi đã.
Ok đúng không? Cho anh mượn cái rẻ, cái chổi kia đâu, à đây. Chổi này thì quét cũng sạch nước mà, chổi này. Quét để cho nó sạch nước ấy. Đây này. Rồi tí. Ồ. Không bị nó thở á? Bây giờ không bị nó thở nè. Nè. Đây này, này, chổi cũng quét này này. Đấy. Xong là tí mình dùng cái rẻ lâu qua một lần nữa thôi là sạch rồi. Đấy. Mấy đứa nhìn anh làm nhá. Thế này chưa lấy được chồng đâu. À như anh này, đấy như này này. Nhưng mà anh vẫn chưa lấy được vợ đâu. Làm như anh còn chưa lấy được vợ đây này. À, đây này. À. Anh nào, hai đứa. Vào đi. Vào việc đi. Đấy, rồi. Tiếp tục, hai nào. Chúc quá, chúc quá, này, chúc quá. Nào, chúc quá. Chúc quá này. Đấy. Rồi, đi tiếp. Này, chúc quá nào, không quá nữa đâu. Bày nhà. Bày không lên hộ anh chữ à? Không hộ anh chữ à? Hả? Chỉ đứng thôi nhỉ? Nào hai đứa đi hết ra trong phòng ra đi đây. Làm như anh vừa bảo ấy. Hất một tí một rồi. Đây, hất một tí một đây. Sạch chưa? Đấy, hất nước đây. Hất đấy, hất đi như này. Đó. Đấy, tí đây chổi lâu qua là sạch rồi. Hay lâu qua một lần nước thì rất là bóng rồi các bác này. À, chắc chắn là khi ngày mai lâu sống các bác thì nó vẫn còn chưa hết được những cái bụi bẩn ấy thì nó khô lên ấy thì nó vẫn còn dính cái bụi bẩn như kiểu là màu tường này các bác này. Thì ở đây thì cháu được sẽ bảo các em là lâu là gọi là một ngày lâu tầm 2-3 lần thì chắc độ tầm lâu 2-3 ngày thì cũng đã hết rồi. Hết nước rồi đấy. Đấy, hết nước rồi. Ở trong phòng bếp này còn ông Sứ ơi. Nước không em? Hả? Ở đâu? Không còn là bao nhiêu cả? Không còn là bao nhiêu cả? Đấy. Bếp này thì vừa nấu cơm này, vừa rửa bát này. À, rất là tiện luôn. Ở đây hai người, có thể là em Hải thì nó sẽ hơi thấp một chút nhưng mà có bác. Dâu bây giờ là tật tí. Lăng vàng này hóc phạc vậy luôn. Lăng vàng sao phạc này ạ? Đường nước mọi cái thì hiện tại là cháu Lực chưa có thể chạy được các bác. Khi mà hoàn thiện tất tật thế đi vào thì cháu Lực sẽ chạy đường nước với đường điện tất cả mọi cái vào nhà của ba ông cháu. Đây cái quả phòng khách thì phải nói là cực kỳ là ưng luôn các bác, rất là rộng. Trời thì bây giờ cũng khá là tối rồi các bác ạ, bây giờ ấy. Xong rồi ấy nhỉ? Xong rồi lại. Anh em mình cũng xong công việc rồi thì ra đây đứng chào các bác ấy đi. Xong là anh em mình ngày mai lại chiến tiếp nhá. Rồi, Thanh Nhiên ra đây. Vẫn ăn kẹo à? Ô, Thanh Nhiên này thì áo quần quốc bay hết rồi. Nào, bay ra đây. Ra đây. Không biết là anh còn kẹo nhiều nữa không. À, với con đủ với một con. Rồi, với con đủ với một con. Đây thì mỗi lần lên thì cháu Lực cũng mua lên một ít kẹo là để trong túi các bác. Thứ nhất là vừa đi gặp các bạn nhỏ thì cháu Lực sẽ là cho các em luôn. Ây da, mông với lại bông à. Rồi ra đây đi. Bảy ra đây, anh cho kẹo này. Ra đây, hôm nay ra hội anh xử anh cho kẹo này. Đấy, ôi, rơi rồi. Đặt lên cho anh. Rồi. Nào, mấy đứa kia ra đây lấy kẹo nào. Nào, bạn áo cao bên ra đây. Này, bông. À bảy. Em xin. Rồi đây. Đây người lớn thì cho cái này có xu nhá. Rồi. Nào đây. Hải. Rồi.
Nào, bông à, mới lên à bông? Rồi, em xin. Em xin. Rồi. Còn hai thanh niên, ba thanh niên nữa. Đây. Rồi. Nào đây, bạn gái này này. Em xin. Em xin. Rồi, nào bạn kia đâu rồi? Đây. Đây. Đây còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. À, chắc là giáo lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Nào, đứng đứng ra đây chào cô bác nào. Hãy xử ra đây, đứng đây xếp hàng nào, từ cao đến thấp. Bạn nhỏ này không mặc quần nhá. Rồi. Nào, từ từ. Đấy cho xử kẹo đã. Nào bạn nhỏ kia đây, bạn kia đây. Còn các bạn kia đâu nhỉ? Hết rồi à? Đấy bạn kia thì ngại đó. Đây còn là cái thức phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được hẹn gặp lại cô bác anh chị ở những số tiếp theo trên kênh nha bạn em thưa các bác. Còn thời lượng thức phim thì cũng khá là dài với các bác. Bây giờ thì mấy anh em sẽ cùng nhau là nói lời chào tạm biệt tất cả quý ông bà cô chú anh chị thưa các bác. Xin chào các bác anh chị. Nào bấy. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Rồi. Con chào các ông các bà. Bông. Hai nên lấy mất thằng. Hai nó thằng. Con. Hả? Con. Ừ. Chào. Chào. Các ông các bà. Ông ăn bà. Rồi. Nào Hải với Sử là tự cầm mic đi. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Rồi, chào con chào các ông các bà. Rồi, thanh niên Bông này nào, nào. Đừng quay vào chim nhá. Con chào tạm biệt. Chào ông các bà. Chào ông bà. Nói được mấy câu nữa các bác. Xin chào các bác anh chị.